hòa hợp cân lường hiện tiền tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì công đức đạt được của các bồ tát này hơn công đức đạt được của các bồ tát lìa bát nhã bà la mật đa sâu xa trải qua số kiếp như các sông hoàng duyên khắp thiện cần công đức của ba đời chư phật và các đệ tử hòa hợp cân lường hiện tiền tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vô lượng vô biên bấy giờ thiện hiện bạch phật như lai thường thuyết chư hành đều là do phân biệt tạo ra đều chẳng phải có thật thì vì nhân duyên gì các bồ tát này đạt được công đức vô lượng vô biên Phật bảo thiện hiện, các Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng thường quán sát việc thiện đã làm là không, không có sở hữu, hư vọng chẳng thật, cũng như thế, chẳng có thể lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, đúng như thật, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, như vậy thì công đức đạt được ấy vô lượng vô biên, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn nghĩa vô lượng vô biên có gì sai khác, Phật bảo thiện hiện nói vô lượng là ở trong đó lượng của nó rất hẳn, nói vô biên là số đó không thể đếm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn có nhân duyên nào, giác cho đến thức cũng vô lượng vô biên chăng? Phật bảo thiện hiện cũng có nhân duyên sắc cho đến thức vô lượng vô biên. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì nhân duyên nào sắc cho đến thức vô lượng vô biên. Phật bảo thiện hiện vì sắc cho đến thức đều tánh không nên vô lượng vô biên cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn có phải chỉ có xác thọ tưởng hành thức không, hay tất cả Pháp đều không? Phật bảo thiện hiện, ta nói tất cả các Pháp không Pháp nào là chẳng đều không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vô lượng vô biên là khái niệm về Pháp nào? Phật bảo thiện hiện, vô lượng vô biên là khái niệm về không vô tướng vô nguyện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn vô lượng vô biên có phải chỉ là không vô tướng vô nguyện hay là còn có nghĩa khác? Phật bảo tiện hiện. Ý ông thế nào ta đâu chẳng nói tất cả pháp môn, không pháp môn nào chẳng đều là không. Thiện hiện thưa, như lại thường nói tất cả pháp môn không pháp môn nào là chẳng đều không. Phật bảo thiện hiện, không tức là vô tận, không tức là vô lượng, không tức là vô biên, không tức là nghĩa khác. Thế nên thiện hiện tất cả pháp môn mặc dù có vô số lời nói sai khác nhưng nghĩa không khác. Thiện hiện nên biết lý không của các pháp hoàn toàn không thể nói. Như lại phương tiện nói là vô tận, hoặc nói vô lượng, hoặc nói vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói là vô tướng, hoặc nói là vô nguyện, hoặc nói là vô tác, hoặc nói là vô sanh, hoặc nói là vô diệt, hoặc nói là chẳng phải có, hoặc nói là tịch tịch, hoặc nói là lìa nhiễm, hoặc nói là niết bàn. Vô lượng các pháp môn như thế, nghĩa chân thật chẳng khác đều là như lai phương tiện diễn thuyết. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, khi hữu thay kính bạch thế tôn, thật tánh của các pháp phương tiện tiện xảo đều chẳng thể nói, nhưng vì hữu tình nên phương tiện chỉ ra, như còn hiểu nghĩa Phật dạy thật tánh các pháp đều không thể nói. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy, vì sao vì tánh tất cả pháp đều rốt giáo không? Không ai có thể tuyên nói về rốt giáo không ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nghĩa bất khả thuyết, có tăng có giảm chăng? Phật bảo thiện hiện nghĩa bất khả thuyết, không tăng không giảm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu nghĩa bất khả thuyết, không tăng không giảm, thì đáng ra bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không tăng không giảm. Nếu hướng sáu pháp ba la mật đa này cũng không tăng không giảm, thì Bồ Tát vì lẽ gì dùng ba la mật đa không tăng không giảm cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? luôn gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu sáu pháp ba la mật đa của các bồ tát tăng giảm thì chẳng thể gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Nghĩa bất khả thuyết của bát nhã bà la mật đa hoàn toàn không thêm bớt nhưng các bồ tát hành phước tiện thiện xảo của bát nhã bà la mật đa sâu xa chẳng nghĩ sáu pháp ba la mật đa này có tăng có giảm mà nghĩ chỉ có giành tướng nghĩa là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa các bồ tát này tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đem sáu pháp này tác ý tương ưng và nương vào đó phát khởi tâm và căn lành bình đẳng bàn cho các hữu tình đồng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề như quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật, nhiệm màu sâu xa mà phát khởi hồi hướng. Do hồi hướng này, tăng thêm thế lực phương tiện thiện xảo, có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật bảo thiện hiện, trần như các pháp gọi đó là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tiện hiện nên biết chân như các pháp không tăng không giảm nên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng không tăng giảm nếu hương các bồ tát thường an trụ tăng ý tương ứng với chân như như thế thì gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như vậy này thiện hiện nghĩa bất khả thuyết mặc dầu không thêm không bớt mà không thối thất tác ý chân như bát nhã bà làm mật đa mặc dầu không tăng không giảm mà không thối thất sở cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nếu các Bồ Tát an Chú tác ý trần như như thế, tu hành sáu pháp ba la mật đa, thì liền gần quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát này là tâm đầu tiên phát sanh có thể gần bồ đề, hay là tâm sau phát xanh có thể gần bồ đề nếu tâm đầu phát xanh gần bồ đề thì khi tâm đầu phát xanh tâm sau chưa xanh như thế không có nghĩa hòa hiệp nếu tâm sau phát xanh có thể gần bồ đề thì khi tâm sau phát xanh tâm đầu đã diệt mất không có nghĩa hòa hiệp như vậy pháp của tâm tâm sở trước sau tới lùi gạn tìm không có nghĩa hòa hiệp như thế thì làm sao có thể chứa nhóm được căn lành nếu các căn lành chẳng thể chứa nhóm được thì làm sao bồ tát có thể gần bồ đề Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào như khi đốt đèn, thì ngọn lửa đầu đốt cháy tim đèn hay ngọn lửa sau đốt cháy tim đèn. Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn như ý còn hiểu, thì chẳng phải ngọn lửa đầu có thể đốt cháy tim đèn cũng chẳng lìa ngọn lửa đầu, chẳng phải ngọn lửa sau có thể đốt cháy tim đèn cũng chẳng lìa ngọn lửa sau. Phật bảo thiện hiện ý ông thế nào, tim đèn có cháy chăng? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn thế gian hiện thấy cái tim đèn thật có cháy. Phật bảo thiện hiện, Bồ Tát cũng như thế, chẳng phải tâm đầu phát sanh được gần Bồ đề, cũng chẳng lìa tâm đầu, chẳng phải tâm sau phát sanh được gần Bồ đề, cũng chẳng lìa tâm sau, mà các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo, làm cho các căn lành tăng trưởng viên mãn nên được gần Bồ đề. Cụ Thọ thiện hiện Bạch Phật. Bạch Thế Tôn duyên khỏi như thế, lý thú sâu xa, chẳng phải ngay các tâm phát sanh trước sau mà các Bồ Tát có thể gần Bồ Đề, chẳng phải lìa các tâm phát sanh trước sau mà các Bồ Tát có thể gần Bồ Đề. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào nếu tâm diệt rồi thì có sanh không? Thiện hiện thưa, kính Bạch Thế Tôn không, tâm đó đã diệt thì không thể sanh lại. Ý ông thế nào nếu tâm đã sanh thì Pháp có diệt không? Kính Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, nếu tâm đã sanh thì nhất định có pháp diệt. Ý ông thế nào, pháp có diệt, tâm chẳng phải diệt chăng? Kính Bạch Thế Tôn, chẳng phải pháp có diệt, tâm nhất định sẽ diệt. Ý ông thế nào, pháp không diệt, tâm có thể sanh chăng? Kính Bạch Thế Tôn, chẳng được, pháp không diệt, tâm chẳng có nghĩa sanh. Ý ông thế nào, pháp không sanh, tâm có thể diệt chăng? Kính Bạch Thế Tôn, chẳng được. Pháp không sanh tâm không có nghĩa diệt. Ý ông thế nào? Pháp không sanh diệt, tâm có thể sanh diệt chăng? Kính bạch Thế Tôn, không, pháp không sanh diệt, tâm không có nghĩa sanh diệt. Ý ông thế nào? Nếu pháp đã diệt rồi, diệt nữa được chăng? Kính bạch Thế Tôn chẳng được, nếu pháp diệt rồi thì chẳng thể diệt nữa. Ý ông thế nào? Nếu pháp sanh rồi, sanh nữa được chăng? Kính bạch Thế Tôn chẳng được nếu pháp sanh rồi chẳng thể sanh nữa ý ông thế nào thật tánh các pháp có sanh diệt không kính bạch thế tôn thật tánh các pháp không sanh không diệt ý ông thế nào tâm an trú là như tâm chân như trăng kính bạch thế tôn đúng như vậy tâm an trú như thế là như tâm chân như ý ông thế nào nếu tâm an trú chân như thì tâm như thế là chân như tánh như thật tế thường trụ trăng kính bạch thế tôn tâm này chẳng chân như đánh như thật tế thường trụ ý ông thế nào có phải chân như các pháp rất sâu xa chăng kính bạch thế tôn đúng như thế chân như các pháp rất là sâu xa ý ông thế nào có phải chính chân như là tâm chăng kính bạch thế tôn chẳng phải Ý ông thế nào có phải lìa chân như có tâm chăng? Kính bạch Thế Tôn chẳng phải, ý ông thế nào có phải tâm tức là chân như chăng? Kính bạch Thế Tôn chẳng phải, ý ông thế nào có phải lìa tâm có chân như chăng? Kính bạch Thế Tôn chẳng phải. Ý ông thế nào có phải chân như có thể thấy chân như chăng? Kính bạch Thế Tôn chẳng phải, ý ông thế nào? Ông thấy có thật chân như không? kính bạch thế tôn không ý ông thế nào nếu các bồ tát luôn hành như thế có phải là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không kính bạch thế tôn đúng như vậy nếu các bồ tát thường hành như thế thì chính là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa hết quyển thứ 562